Xin chào các bạn, đây là những cây dâu tây mình mua ở trên trang thương mại điện tử Lazada. Tất cả là 10 cây. Đây là giống cây bạch tuyết má hồng. Thời điểm mình mua cây dâu tây này nó là vào tháng 3. Đây là trên, cho nên là những cái cây dâu tây này nó đã có hoa và có quả rồi. Nhưng mà mình đã lặt bỏ những một số cái quả nó bị hỏng do cái quá trình vận chuyển ấy. Vậy mình vẫn để một số quả để xem là cái quá trình phát triển của nó như thế nào. Cái giá thể này mình sử dụng đấy là giá thể sơ dừa trộn với lại chấu hun này và một chút phân dê. Mà phân dê mình đã vùi ở bên dưới nên các bạn không nhìn thấy được. Sau đây mình sẽ chia sẻ cái cách mình đã trồng dâu tây như thế nào nhé. Mình sẽ tháo cái cuộn băng dính này ra. Đây là cây dâu tây bạch tuyết được trồng trong những viên nén sơ dừa. Cây cuốn khá là kỹ. Mình sẽ dỡ hết những cái sợi ni lông này ra. Bây giờ mình sẽ tiến hành trồng những cái cây này vào trong chậu. Đầu tiên là mình sẽ cắt bỏ cái phần này để cho cây được thông thoáng. Mình sẽ bỏ phần đầu ra này, phần dưới. Phần dưới này. Nhưng mà do cây này dễ nó, bạn nhìn đây, nó đã mọc rất là kín ở cái phần cái bao xung quanh. Cái này sơ dừa. Nên là mình gỡ cái này rất là khó. Sau khi mình đã bỏ hết những cái lớp màng ở bên ngoài của cái viên nén sơ dừa thì mình sẽ tiến hành tỉa bỏ bớt những cái lá già này, những cái lá nó bị héo vàng này. Mình sẽ bỏ bớt đi. Đây, bỏ bớt những cái lá như này đi. Giúp cho cây được thông thoáng này. Đây, mình sẽ tiến hành trồng cái cây này vào trong chậu. Cái dâu tây đây mình đã trồng vào chậu đây. Trồng như thế này. Đây là những cây dâu tây này, sau khi mình đã trồng xong. Mình sẽ tưới nước cho nó. Sau khi mà mình trồng xong thì mình đã để nó ở trong bóng râm khoảng 2-3 ngày. Sau đó thì mình sẽ mang ra cái nơi có ánh nắng nhiều hơn